Phi thuyền mặt trăng cao 98 mét do hãng Boeing chế tạo trong 10 năm qua đã rời khỏi trung tâm không gian Kennedy của NASA tại bang Florida, Mỹ. Sau 11 tiếng di chuyển qua quãng đường dài 6 km, đã đến được bệ phóng để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm vào cuối tháng này. Đây là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu. Dự án hàng tỷ đô la này được xem như là bước đệm cho các sứ mệnh lên sao hỏa trong tương lai. Và giờ trở lại mặt trăng, Tiếp đó sẽ là sao Hỏa. Phi thuyền mặt trăng trong sứ mệnh Artemis 1 bao gồm một khoang phi hành đoàn mang tên Orion đặt trên cùng của hệ thống phóng không gian SLS, tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới. Khoang này vốn được thiết kế để tách khỏi tên lửa khi đã vào không gian, đưa các nhà du hành vũ trụ đi tiếp tới quỹ đạo của mặt trăng và sẽ gặp một tàu không gian khác có nhiệm vụ đưa các nhà du hành vũ trụ đáp xuống bề mặt của mặt trăng. Trong sứ mệnh Artemis 1 ngày 29 tháng 8 tới, khoang Orion sẽ được phóng lên mà không có phi hành gia, sẽ bay quanh quỹ đạo mặt trăng và sau 42 ngày sẽ trở lại trái đất. Mục tiêu của sứ mệnh là kiểm tra tính hiệu quả của tấm chắn nhiệt trên khoang phi hành đoàn Orion. Cấu trúc này sẽ phải chịu nhiệt độ nóng bằng một nửa mặt trời khi con tàu lao qua bầu khí quyển trái đất. Nếu thời tiết xấu xảy ra hoặc vấn đề kỹ thuật khiến phải lùi thời điểm phóng, NASA đã ấn định những ngày mới là mùng 2 tháng 9 và mùng 5 tháng 9. Kể từ năm 1972 tới nay, Mỹ đã dừng các sứ mệnh đưa người lên không gian. Chương trình Artemis của NASA sẽ mở đường cho một bước nhảy lớn của nhân loại cho các sứ mệnh tương lai lên sao Hỏa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở trong kỷ nguyên vàng thám hiểm vũ trụ của nhân loại và tất cả bắt đầu từ Artemis 1. And it all begins with Artemis 1. NASA có kế hoạch thu hồi Orion sau khi khoang phi hành đoàn rơi xuống đại dương để nghiên cứu kỹ lưỡng sự hao mòn của thiết bị trước khi cho phép các phi hành gia sử dụng nó trong những lần phóng trong tương lai. Giai đoạn tiếp theo, Artemis 2 sẽ là chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của sứ mệnh, đưa các phi hành gia bay quanh mặt trăng nhưng không đáp xuống bề mặt. Giai đoạn Artemis 3 sẽ chứng kiến các phi hành gia hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng với mục tiêu thiết lập một căn cứ lâu dài ở đó. Mặc dù ngắn hơn một chút so với tên lửa mặt trăng Saturn V của NASA được sử dụng cho các sứ mệnh Apollo vào những năm 60 và 70, hệ thống phóng không gian SLS mạnh hơn đáng kể với khả năng cung cấp lực đẩy khoảng 4 triệu kg, nhiều hơn 14% so với 3,4 triệu kg của Saturn V.